con chịt máu rồi à? Chắc nó thêm lỗ nữa nha. Sao nó không quậy với chúng ta? Sao nó Candy mà không quậy lắm? Thêm lỗ nữa nha. Xong chưa? Nó có rớt không gì? Khi mà mình thấy nếu mà nó bị sưng lên á thì mình phải nới cái nút lại thôi. Xong rồi hả? Xong rồi đó. Rồi bây giờ đã có một cái khuyên rất là xinh ở trên tay nha. Người mẫu mèo. Ok chưa? Rồi tới sao? Hả? Mèo mua đi.